Cách làm ombre mà Thảo thấy đơn giản nhất nhưng đôi khi mọi người quên mất cách này, đấy là chỉ cần dùng một cây mút dặm như thế này thôi nhá. Mọi người dùng cây mút dặm này thì sẽ dùng gel vẽ hoặc là sơn gel loại đặc để ombre nha. Sơn gel loại lỏng thì ombre nó không có lên được đâu. Tiếp theo thì mình sẽ lấy mút dặm, lấy màu và dùng cái mút này dặm ra mặt phẳng nhá. Làm sao cho cái hạt sơn mọi người thấy mịn ý, thì bây giờ mình mới dặm lên móng này. Ở trên móng này thì phần nào mọi người cần đậm nhất thì chúng ta hãy dặm nó đầu tiên và hãy dặm thật mạnh lên. Đó, để làm sao cho cái phần sơn này nó tệp vào móng nhất. Đậm thật mạnh ở phần mình cần làm đậm nha. Sau đó chỗ nào làm nhạt thì mình sẽ đi nhẹ tay hơn. Đó, đi nhẹ tay hơn này. Đó, nhẹ 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 từ từ thôi. Để nhìn thấy cái hiệu ứng là cái hạt màu nó nhạt dần ra ở đây. Đó. Sau đấy thì mình nghiêng cái phần bông mút này. Làm sao cho cái phần mút chưa có dính sơn ấy thì mình dặm 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 như này cho nó nhạt ra ở phần cuối cùng mà mình cần nhạt. Đó. Mọi người thấy không? Lớp 1 nó lên như này rồi thì mọi người dặm lần thứ 2 thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Còn ở đây thì Thảo cái phần bộ móng này thì Thảo không muốn làm quá đậm ấy. Đấy nên là Thảo chỉ làm một lớp thôi. Còn nếu như mọi người thích mà nó ombre kiểu mịn nữa thì chúng ta đi lớp thứ 2 nhé. Sau đấy thì sẽ hơ đèn cái lớp này và như vậy là chúng ta hoàn thành xong rồi. Mọi người thấy không, có rất là nhiều cách ombre như là bằng cọ này, bằng cái miếng mút này, bằng máy phun ombre này. Cách nào thì cũng có ưu nhược điểm của nó thôi. Còn mọi người hỏi về cái mút dặm khá là nhiều, cái miếng bông mút đi mọi người, thì Thảo thấy là dùng cái cọ này tiện hơn chứ. Bởi vì mình dùng rất là dễ, xoay chiều nào cũng được mà vệ sinh cũng đơn giản, không phải cắt đi. Đây mình sẽ vệ sinh như sau nhé. Chỉ cần lấy đúng cái acetone thấm vào giấy lau gel, mình chỉ cần bóp 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 như thế này. Trước khi mình làm thì đảm bảo là cây cọ ombre, cây mút dặm ombre nó sạch, không bị bẩn, không bị dính màu, thế là được thôi. Mà màu nào nó cũng có thể sạch được ý, tiện lắm ý mọi người. Thật sự là tiện mà. Và Thảo nghĩ rằng là cách làm này cũng khá là nhanh, và đặc biệt là với những ai mà mới biết làm ombre hay là mình chưa rõ về cách làm ombre thì nó cũng sẽ dễ hơn là cách làm cọ đấy.